24. Hiểu Ni, Hiểu Ni. Chỗ này tệ như vậy làm sao mà ở được hả ba? Ba thấy cũng tốt mà. Có chỗ nào ba chưa từng ở, đừng có quên chính sự. Ba bàn chính sự với con. Con sao vậy? Mấy ngày nữa gặp mặt anh chị xui rồi. Vậy con nói cho ba biết trước, rốt cuộc gia cảnh Tô Hàn như thế nào vậy? Tô Hàn đối với con rất tốt, cũng phù hợp với điều kiện của con nữa. Mọi mặt đều tốt, ba cứ yên tâm đi. Tốt, tốt, tốt. Vậy thì tốt. Nè, con Triển Vọng thì sao? Lần trước ba tới không phải con với Triển Vọng rất tốt sao? Rốt cuộc hai đứa xảy ra chuyện gì? Ba còn hỏi con nữa hả? Chẳng phải lần trước ba nói người ta không đáng tin, không cho con quen anh ấy hay sao? Phải, phải, phải. Còn chuyện mấy ngày nữa phải gặp mặt ba mẹ của Tô Hàn đó, lúc đó ba nói chuyện hành động cho chừng mực một chút, đừng có cái gì cũng nói ra hết. Ba nói ba bao nhiêu tuổi rồi mà còn ra vào đồn cảnh sát nữa, có mất mặt hay không? Sao hả? Chê ba làm con mất mặt phải không? Con không có ý đó. Tính của ba trước giờ lúc nào cũng không nóng nảy, tới tuổi này rồi kêu ba làm sao mà sửa, muốn sửa cũng không được. Vậy thì ba có thể nào giúp cho con một chút? Khó khăn lắm con mới gặp được người mình thích phù hợp với điều kiện của con, nên con muốn để lại ấn tượng đẹp cho người ta. Con mong ba mẹ anh ấy chấp nhận con thích con. Với con mà nói lần này gặp rất quan trọng đó ba. Con yên tâm đi, nghe con chịu lấy chồng ba vui mừng con không kịp, làm sao mà phá. Vậy ba phải hứa với con một chuyện đó. Thôi đi, đừng uống rượu nữa. Mất công uống xong lại nói tùm lum hư hết chuyện của con. Con đừng có coi ba như con nít nữa. Ba cũng đã từng lên sân khấu rồi mà. Ba nói con nghe, chẳng qua là họ nắm bắt cơ hội thôi. Nếu không thì ba của tụi con cũng là một nhân vật có tiếng ở Bắc Kinh. Con yên tâm, tới lúc đó ba nhất định trổ hết tài cán, sẽ nói chuyện đàng hoàng lịch sự, cho anh chị xui bên đó choáng váng mặt mày luôn. Nhớ đừng uống rượu đó. Ba uống trà. Con gái, ba uống trà được không? Uống trà thì được. Đại khái kiểu dáng chính là như vậy đó. Cũng rất là đẹp. Nhưng cá nhân mình cảm thấy chiếc áo cưới này của bạn có phần hơi đơn giản, nhưng nó thuộc kiểu tinh khiết trang nhã. Cho nên bạn nhìn đi, lúc đó mình bố cho bạn kiểu tóc phong cách Hàn Quốc này vào nha, nhất định sẽ rất là đẹp. Nên bạn yên tâm đi, vào ngày cưới của bạn mình nhất định sẽ làm cho bạn trở thành một cô dâu xinh đẹp nhất trên đời này luôn. Về chuyện này thì mình không hề lo lắng. Cho nên mình muốn bạn đứng bên cạnh mình làm cô dâu phụ là đẹp nhất trên đời này luôn rồi. Được rồi đó, mình phụ trách trang điểm rồi, đâu còn thời gian làm dâu phụ nữa. Bạn không làm dâu phụ, mình không cưới nữa. Vậy thì bạn chỉ có thể cầu nguyện cho mình có thể phân thân được thôi. Bạn thôi đi. Hôm đó mình muốn bạn trang điểm cho bạn thiệt là đẹp. Bạn có biết mấy anh chàng phụ rể ở bên Tô Hàn đều là những người đẹp, lại còn phong độ nữa, tốt hơn cái tên củi gạo dầu muối của bạn nhiều luôn. Được, mình nói rồi. Bạn có nghe chưa được hả? Rồi, hôm đó là ngày cưới của bạn, đừng lo mấy chuyện của mình được không? Hôm đó mình sẽ tập trung quan sát cô dâu xinh đẹp dịu dàng là bạn và chàng chú rể tài ba, cùng nhau thề nguyện gắn bó trăm năm. Vậy là mình hạnh phúc lắm rồi. Thật ra tìm người chồng tốt 100% cũng chưa chắc được hạnh phúc 100% đâu, có đúng không? Bạn sao vậy? Có một chuyện mình muốn nghe ý kiến của bạn đó. Là chuyện gì? Hai ngày trước luật sư của nhà Tô Hàn đưa cho mình một bản thỏa thuận hôn nhân. Thỏa thuận hôn nhân? Anh ấy muốn bạn ký hả? Không phải anh ấy kêu mình ký, mà luật sư nhà đó đưa mình. Không phải, những cái đó làm sao mà ký được chứ? Còn chưa kết hôn thì đã như vậy. Anh ấy có biết chuyện này không? Anh ấy đi công tác rồi mình chưa kịp hỏi nữa. Luật sư nhà anh ấy có nói đây là quy tắc người lớn ở trong nhà họ đặt ra, ai cũng vậy hết. Mình nói cho bạn biết Điền Hiểu Ni, những chuyện này có phải là quy tắc do họ đặt ra hay là không không quan trọng. Quan trọng là bạn nghĩ thế nào, bạn có chịu ký nó hay là không mới là quan trọng đó. Mình cũng chưa từng trải qua chuyện này, bạn thấy sao? Hay là bây giờ bạn nhắm mắt lại trả lời mình hai câu hỏi. Trách nhiệm tâm lý. Việc gì phải nhắm mắt lại chứ? Bạn nhắm lại đi. Nhắm mắt lại là toàn nói linh tinh thôi à. Điền Hiểu Ni, bạn còn chưa kết hôn nên đừng có dài dòng như vậy. Mau nhắm mắt lại đi, nhắm lại. Câu hỏi đầu tiên nha. Nếu như mà trong giây phút này không có bản thỏa thuận trước hôn nhân đó, nhưng đồng thời Tô Hàn anh ấy không xuất thân giàu có, không có biệt thự, không xe sang, bạn có yêu anh ta hay không? Đây là câu hỏi gì vậy chứ?
vốn dĩ là ngớ ngẩn quá mà. Tại sao vậy chứ? Câu hỏi này chỉ phù hợp với giai đoạn đang yêu thôi. Nếu như hai người sắp đối mặt với hôn nhân thì phải có thêm nhiều điều kiện phụ đi kèm chứ. Ví dụ như là gia thế, sự nghiệp, trình độ, tính cách hay là vân vân và vân vân. Trời ơi Điền Hiểu Ni, nếu bạn nghĩ rằng hôn nhân là sự trao đổi các giá trị đi kèm, bạn nói cho mình nghe đâu là trách nhiệm cần có. Cách nghĩ của bạn không có gì khác với bản thỏa thuận hôn nhân đó. Chỉ có điều suy nghĩ của bạn hơi trừu tượng, còn người ta thì thực tế hơn mà thôi. Không phải, mình chỉ nghĩ là nhà họ giàu có như vậy nên có thể người ta chỉ muốn bảo vệ cho bản thân nên mới là bản thỏa thuận. Nhưng nếu anh ấy vốn dĩ không hay biết, không phải ý này thì sao? Bạn ngốc quá đi, chuyện lớn như vậy sao anh ta lại không biết chứ? Thôi được rồi, mặc kệ anh ấy có biết hay không. Câu hỏi thứ hai của bạn là gì? Nhắm mắt. Lại nhắm mắt nữa hả? À, trong sách nói phải nhắm mắt lại mới chính xác. Vậy câu hỏi nào phù hợp nha? Câu hỏi thứ hai đó chính là: bạn sắp sửa kết hôn với Tô Hàn rồi, vậy thì triển vọng có biết hay là không? Nè, sao bà lại nhắc tới triển vọng hả? Không phải, đây là có sao nói vậy thôi. Bạn với triển vọng với bạn, trong lòng mọi người đều biết rõ tình hình của hai người. Nếu bây giờ bạn kết hôn, bạn không muốn báo cho người ta một tiếng hay sao chứ? Báo cáo với anh ta làm cái gì chứ? Tụi mình tốt nhất coi nhau như hai người dân, mãi mãi đừng có gặp nhau nữa. Có thể nói ra được câu tàn nhẫn này chứng tỏ trong lòng bạn vốn không thể quên được anh ấy rồi. Không thể nào quên anh ấy thì làm được gì? Mời anh ta tới dự đám cưới của mình, tụi mình ôm chầm lấy nhau, chúc nhau hạnh phúc, rồi sau đó trở thành bạn tốt của nhau đó hả? Thấy giả tạo không? Tụi mình vốn dĩ không phải là người cùng một thế giới mà. Lúc đó trời xui đất khiến nên gặp nhau ở ngã tư thì thôi đi. Bây giờ kết cục tốt nhất là gì? Mỗi người một ngã đường ai nấy đi. Dù sao đời người cũng ngắn, đừng có làm ai lỡ đường của ai hết. Được rồi, làm trắc nghiệm tâm lý xong rồi. Kết quả Điền Hiểu Ni mình nói bạn biết, ngay tại lúc này, quay qua đây, nhìn mình nè. Ngay tại lúc này, chuyện khúc mắc trong lòng của bạn vốn dĩ không phải là bản thỏa thuận hôn nhân. Từ đầu tới cuối, triển vọng mới chính là điều khúc mắc khiến bạn không thể vượt qua được đó. Thôi đi, anh ấy là cái gì? Mình sẽ vượt qua cho bạn coi. Ngày mai mình gọi cho anh ấy, mình sẽ nói với anh ấy là mình sắp kết hôn rồi. Được không đó? Bạn cứ chờ coi có được không? Mình có chuyện này hay hơn nè, đợi đã. Kính thưa cô Cố Giai, người bạn thân yêu nhất của mình. Làm cái gì vậy? Muốn cầu hôn mình sao? Đây là thiệp đám cưới đầu tiên. Mình muốn tự tay mình đưa cho bạn. Mời bạn tới dự đám cưới của mình, chứng kiến hạnh phúc của mình đứng bên cạnh mình và trở thành một cô dâu phụ xinh đẹp nhất. Cái thiệp đẹp quá đi à? Ờ, nhưng mà nói tới thì cũng phải nói lui. Bạn nói cái áo cưới đó là lúc mình còn học đại học. Bạn đã thề là sẽ thiết kế để tặng cho mình. Sao bây giờ bạn tự mặc luôn vậy hả? Còn không phải tại bạn bỏ lỡ hả? Không sao không sao, vẫn mong bạn được hạnh phúc. Cố Giai, gì vậy? Hay tụi mình lấy nhau luôn đi. Được. Hết. Nếu như ấn tượng đầu tiên tốt rồi, sau này có thể dễ dàng chung sống đó. Ừ, được rồi. Nhưng mà theo em thấy, giữa chị và Tô Hàn đó, lựa một bộ đồ thôi cũng khó khăn tới vậy, cũng mệt tới vậy rồi. Em thấy hai người không hợp nhau đâu. Cái gì mà không hợp chứ? Nàng dâu lần đầu tiên ra mắt ba mẹ chồng, lúc nào mà chẳng lo lắng như vậy? Nó liên quan tới cuộc sống sau này có tốt hay không? Bộ này thì sao?
Bộ này được không? Em thì không được đâu, em mệt rồi, phải đi ngủ đây. Chị nhờ em có chút việc thôi mà đã thăng mệt rồi hả? Đúng vậy, là em đang mệt giùm chị nè. Ê, món này còn không vậy? Hết rồi. Ê, ơi, làm gì vậy? Trả lại cho em chưa ăn xong mà. Alo, anh về rồi hả? Vừa mới về hôm nay. Mấy ngày không gặp, có nhớ anh không? Ừ, em có nhiều chuyện muốn nói với anh đó. Cũng được, ngày mai mời bác trai tới nhà ăn cơm. Ba mẹ anh rất muốn gặp em. Tại anh đi công tác nên mất thời gian thôi. Em thấy cũng không có mất gì hết. Cái gì? À, không có gì. Vậy ngày mai gặp ha. Ờ, được, ngày mai gặp nha. Tạm biệt. Thuê bao quý khách dự gọi tạm thời không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Ba, đây chính là nhà của Tô Hàng đó ba. Đây chính là nhà họ sao? Hiểu Ni à, ba vẫn cảm thấy chúng ta không diễn nổi vở kịch này. Cái gì mà diễn kịch chứ ba? Ba xem bộ vest rất vừa với ba nè. Ba mặc vào rất đẹp lão đó. Được rồi, ba không nói nữa. Chỉ cần con được vui vẻ kết hôn, có được một đám cưới thật viên mãn, con kêu ba làm gì cũng được hết. Dù sao thì trước giờ ba con cũng không giúp được gì cho con. Bây giờ con có kêu ba giả làm con khỉ, ba cũng sẽ làm. Ba nói cái gì vậy hả ba? Nhưng bà chỉ có thể đi cùng con tới đây thôi. Sau khi kết hôn các con sống ra sao, quản lý gia đình của mình như thế nào đều dựa vào bản thân của các con. Về mặt này thì bà của con là một người thất bại. Bà chúc phúc cho con. Đi. Ta cùng nâng ly chúc mừng. Được, cảm mời, ơn mời. Chào mừng hai người. Cảm ơn. Bác trai, con mời bác. Cảm ơn. Dạ, bác gái. Bác trai. Xin mời. Hiểu Ni. Bác trai, bác gái, không ngờ hai bác còn trẻ như vậy. Con nghe Tô Hàng nói hai bác mới đi nghỉ mát ở bên Thái Lan về. Xem ra hai bác rất biết hưởng thụ cuộc sống đó. Nghe Tô Hàng nói cô Điền đây là nhà thiết kế thời trang sao? Đúng rồi mẹ. Hiểu Ni là nhà thiết kế số 1 trong công ty của Bạch Nhật Dân đó. À, chẳng phải mẹ thích thời trang sao? Lần sau cứ để Hiểu Ni đi mua sắm với mẹ, để cô ấy chọn đồ, đảm bảo mẹ sẽ thích. Em thấy bác gái mới có mắt thẩm mỹ, không phải chỉ chạy theo trào lưu thời trang nhất thời. Anh coi chiếc nút cái khăn choàng của bác kìa. Bác gái, chắc chắn bác không phải mua nó ở trong cửa hàng rồi. Con nói có đúng không hả bác? Cô Điền đây quả nhiên rất tinh mắt. Đây là cái nút tôi đã tìm được ở trong chợ đồ cổ lúc đi Paris. Tô Hàng nó không hiểu, lại còn cười tôi, nói tôi đã mua lầm hàng đã xài rồi. Sau này chúng ta đã có chủ đề nói chuyện rồi. Dạ được, dạ được. Nè, ăn đi. À, được. Dạ. Anh Điền à, anh thấy món bít tết này có vừa miệng không vậy? Tôi còn chưa ăn nữa. Để tôi nếm thử, tôi nếm thử. Ba. Nói về mấy món Tây, tôi thích ăn nhất là bò bít tết đó nha. Vậy thì tốt. Loại thịt bò này do tôi sai người chuyển về từ Kobe đó. Nếu như mà anh thích, tôi kêu đầu bếp đổi công thức khác, nấu thêm vài món cho anh thử. Được, được. Anh nói bò gì? Bò. Là bò Kobe. Đây là một loại bò rất cao cấp của Nhật Bản đó ba. Là thịt bò Nhật sao? Trời ơi,
Nếu như nói về các loại thịt bò thì tôi vẫn thích thịt bò vùng Tây Bắc của nước ta, nhất là thịt dê ở đó. Thịt đó mới thấy mềm, thịt này thì hơi già, nếu nhúng giấm thì không được rồi. Con xin lỗi bác trai bác gái, lúc nào ba con nói chuyện cũng thẳng thắn như vậy đó. Không sao. Từ bây giờ chúng ta là người một nhà, nói chuyện không cần khách sáo. Xem ra anh Điền rất coi trọng vấn đề ẩm thực, rất hợp với biệt danh lão thăm ăn của tôi đó. Chuyện này lão thăm ăn là sao? Ý của bác trai nói tức là bác ấy là người rất sành ăn đó ba. Phải. Ba con là một người sành ăn. Vậy là đều thích ăn rồi. Phải. Ba con cũng giống như bác, cũng đều rất thích ăn món ngon. Mấy ông bà già chúng ta có thể là lúc còn trẻ đã từng làm ăn thất bại, còn gặp phải cảnh thiên tai nên đâu có được ăn ngon. Còn bây giờ cũng đã có tuổi rồi, thấy món gì ngon cũng đều muốn ăn. Nhưng đáng tiếc bao tử lại không tiêu, sức khỏe cũng không được tốt, nhất là răng cả không được. Được rồi, hai vị ngửi thử coi. Bà nói ít vài câu đi, thịt này phải ăn khi còn nóng đó. Bà ăn nhiều vào đi ha. Bác trai bác gái, hôm nay cảm ơn hai bác đã tiếp đãi hai cha con con. Con mời hai bác một ly, chúc hai bác dồi dào sức khỏe. Được. Cậu chủ à, có điện thoại của luật sư Ngô gọi tới. Được rồi, chú ra ngoài trước đi. Ba mẹ, bác trai. Con đi rửa tay một chút. Dạ. Nè, tôi cũng mời hai anh chị một ly. Cảm ơn. Cạn ly. Cảm ơn. Bác trai bác gái, con cũng xin phép ra ngoài rửa tay một lát. Mọi người từ từ ăn đi ha. Sao anh chưa được sự đồng ý của tôi mà trực tiếp đi tìm cô ấy chứ? Tôi biết đó là quy tắc của nhà họ Tô, nhưng tôi cảm thấy những chuyện này nên để tôi đích thân nói với cô ấy thì tốt hơn. Mọi người tự nhiên bắt cô ấy đối diện với những chuyện này, lỡ như... Được rồi, tôi biết rồi. Cứ để tôi tự giải quyết. Hiểu đi. Sao em cũng ra đây vậy? Em ra đây để nói vài chuyện với anh. Mấy ngày rồi không gặp, anh rất là nhớ em. Lúc nãy ở trong đó có rất nhiều chuyện không tiện nói ra, nhưng anh có thể nhận ra ba mẹ của anh cũng rất là thích em. Thật đó. Thật sao? Em bị sao vậy? Không được khỏe sao? Luật sư Ngô đã tới tìm em rồi. Ngày thứ hai sau khi anh đi, luật sư Ngô đã tới tìm em, kêu em ký thỏa thuận trước hôn nhân rồi đi kiểm tra sức khỏe. Chuyện này là sao vậy? Hiểu Ni, em phải tin tưởng anh. Chuyện này anh cũng mới biết hôm nay thôi. Nhưng mà nếu như anh không sắp xếp thì tại sao anh ta lại tới tìm em chứ? Hiểu Ni, em nghe anh nói, vốn dĩ anh định về chuyến công tác lại vì chuyện hôn lễ, nhưng mà ba anh gọi điện thoại cho anh, kêu anh đích thân đi giải quyết chuyện này. Anh cũng cảm thấy rất là kỳ lạ. Ý của anh tức là ba anh đã cố tình cho anh đi xa. Đúng vậy. Tất cả mọi chuyện đều là do ba mẹ anh sắp xếp. Anh vốn dĩ không hề biết. Được, cứ cho là anh không biết. Nhưng mà chuyện em muốn biết, thái độ của anh là như thế nào? Hiểu đi. Cậu chủ à, luật sư Ngô gửi cái này cho cậu nè. Được. Luật sư Ngô. Hiểu đi, mình lên lầu ăn cơm đi. Đưa em xem trước đã. Hiểu đi à? Anh cho em coi đi.
Hiểu Ni, em bình tĩnh lại đi. Cho dù chuyện này có quan trọng hay không, quan trọng nhất là em phải tin tưởng anh. Em nên tin anh cái gì? Tin rằng anh không hề hay biết, hay tin rằng đây đều là đề nghị của ba mẹ anh? Vậy anh có thể thay đổi ý kiến của ba mẹ anh hay không hả? Xin em hãy tin tình cảm của anh dành cho em, anh sẽ không để em phải chịu thiệt thôi. Hiểu Ni à, anh biết quan điểm và cách làm của ba mẹ anh có vài chỗ vô lý, nhưng họ đều đã lớn tuổi rồi, cứ xem như vì anh mà nhường họ một chút. Cùng anh ăn xong bữa cơm này đi có được không? Dù sao người cùng em đi tới cuối cuộc đời là anh, không phải họ mà. Cô Hà, em có nguyên tắc của em. Em nghĩ hai người ở bên nhau quan trọng nhất là sự tin tưởng, chứ không phải là những điều khoản giấy trắng mực đen trên bản thỏa thuận như vậy. Anh hiểu rồi. Anh sẽ tìm cơ hội để nói với ba mẹ, nhưng mà không phải là hôm nay. Anh không muốn phá hủy tâm trạng vui vẻ của ba mẹ chúng ta, được không em? Yên tâm, chuyện của hai người chúng ta, anh nhất định sẽ hỏi ý kiến của em. Đừng để mọi người đợi lâu quá, vào trong thôi. À, đây là bánh mì trát bơ đậu phộng hay sao? Tại sao bơ đậu phộng lại khô như vậy chứ? À, đây là ba tê gan ngỗng. Ồ, gan ngỗng hả? Anh nếm thử đi. Ba ăn nhiều một chút đi ba. À, các con cũng nếm thử đi nha. À, dạ. Mùi vị rất ngon. Tô Hàng à, hôm nay bác coi như đã đem Hiểu Ni giao cho con rồi. Chắc hẳn anh chị cũng hiểu được tâm trạng bây giờ của tôi. Chúng ta sống tới chừng đầy tuổi rồi, bản thân như thế nào không hề quan trọng, nhưng tâm nguyện lớn nhất chính là con cái của chính mình có được người chồng người vợ tốt. Con gái của tôi có thể bước chân vào gia đình của hai anh chị, đó cũng là may mắn của nó thôi. Tô Hàng, mong con có thể quan tâm chăm sóc nó. Anh chị, cảm ơn anh chị chấp nhận con gái của tôi. Ba ăn nhiều một chút đi. Bác trai yên tâm đi, con nhất định sẽ khiến Hiểu Ni được hạnh phúc. Alo Hiểu Ni, hôm nay ở chỗ chụp hình mình gặp nhiếp ảnh gia Tim, nhưng lúc anh ấy còn trong nước, mình định mời anh ấy chụp hình đám cưới cho bạn. Bạn thấy sao? Có phải là mình rất giỏi hay không? Cố Giai à, mình vẫn còn chưa quyết định xong. Hiểu Ni, Tim là nhiếp ảnh gia rất nổi tiếng đó, rất nhiều người muốn mời anh ấy mà không được, bạn nghĩ sao vậy hả? Ý mình nói là mình còn chưa nghĩ xong chuyện đám cưới đó. Hả? Cố Giai, bây giờ mình hơi mệt, mình cúp máy trước. Ấy, anh đoán ngay em ở chỗ này. Em uống say rồi. Em biết rồi. Em uống say rồi. Đâu có, em đâu có say đâu. Em nghe anh nói, theo anh về em đi. Em biết anh tới tìm em để làm gì. Con người của anh đó hả, dù có bất cứ chuyện gì cũng giữ chặt trong lòng không nói ra. Không sao hết, em nói thay anh. Có phải là vì chuyện anh đã đóng tiền phạt giùm ba em hay không hả? Em nói anh biết, em trả anh. Nè, em sẽ trả cho được anh. Được rồi mà. Không phải, Điền Hiểu Ni này tuyệt đối không phải là loại người thiếu tiền nhưng không trả đâu nha. Ha. Này Hiểu Ni. Hả? Nè, anh đến đủ rồi. Em quậy đủ chưa vậy? Em đâu có quậy. Anh đếm coi đủ không? Dư thì không cần thối. Coi như anh uống rượu với em được rồi ha. Uống với em một miếng, coi như là rượu mừng của em đi. Em mời anh. Mời anh uống rượu mừng sao? Giữ thể diện cho em. Anh hỏi em, bây giờ em vui không? Bây giờ em hạnh phúc không? Sao anh không nhìn thấy gì chứ? Anh đuôi rồi hả?
Em nói cho anh biết bây giờ bạn bè của em, ba và Điền Lượng, tất cả những người trong nhà, tất cả đồng nghiệp đều vui mừng cho em, tất cả đều chúc mừng cho em. Nhưng mà em quên hỏi bản thân mình là em có vui hay không. Trước đây em cứ nghĩ chỉ cần dựa vào tiêu chuẩn của mình để mà lựa chọn người mình yêu thì em sẽ có được hạnh phúc, giống như 1+1=2 đó, chắc chắn là như vậy. Nhưng sau đó em phát hiện ra không phải là như vậy. Có phải em và Tô Hằng cãi nhau không? Anh nói nếu bây giờ em không kết hôn, tự nhiên em chạy trốn, anh nói họ sẽ làm sao hả? Có khi nào tất cả mọi người đều thất vọng về em không? Hiểu đúng đi không? Ba mẹ hai bên đã gặp nhau rồi. Anh Hiểu nói đi. Có khi nào họ sẽ cưới em không hả? Hiểu đi. Không phải em và Tô Hằng vẫn rất tốt hay sao? Triển Vọng à, em nói cho anh nghe một bí mật ha. Xin lỗi, thuê bao quý khách dự gọi tạm thời không liên lạc được. Tối như vậy rồi đều không liên lạc được với ba và chị, không biết có chuyện gì chứ. Hả? Hỏi anh đó. À, không sao. Hồi gặp ba mẹ Tô Hằng xong chắc còn đi tới nhiều chỗ nữa, đừng lo lắng. Hai hôm nữa anh rước ba về để ở luôn đi nha. Lớn tuổi rồi mà ở bên ngoài một mình nguy hiểm lắm đó. Dù bội bội, đây là chuyện nhà anh, em bớt lo đi. Được, em không lo. Em phải đi ngủ, trả máy cho em. Đợi chút anh đang chơi mà. Ê, em làm gì vậy? Anh mới chơi một nửa, khó khăn lắm mới qua vòng đó. Em nhớ lưu lại cho anh nha. Thỏa thuận trước hôn nhân. Nè, vậy thì quá đáng thật. Cái này có khác gì với bán thân đâu chứ. Hả? Đừng có nói khó nghe như vậy chứ. Cái gì mà giấy bán thân hả? Anh nói khó nghe sao? Hả? Nè, muốn ký thì ký đi. Có muốn ký, nhưng mà sao đây, áo cưới may xong rồi, địa điểm làm đám cưới cũng chọn xong, thiệp mời cũng phát hết, ai cũng biết em sắp kết hôn. Nếu bây giờ em không ký, anh có biết ba em sẽ thất vọng về em như thế nào không hả? Nè, đừng đổ trách nhiệm lên người ba em nha. Ba em thấy cái này chưa? Nếu chú ý mà thấy thì làm sao đồng ý đi chứ. Không phải em giỏi lắm sao? Em mạnh mẽ lắm mà. Tiêu chuẩn quy tắc đều do em đặt ra, sao giờ em lại sợ vậy? Hả? Không phải em muốn có được hạnh phúc sao? Nhìn bộ dạng bây giờ của em có giống người sắp kết hôn không? Đừng nói nữa, đừng nói nữa mà. Được, em ký đi. Em dám ký không hả? Điền Hiểu Ni. Ai nói là em không dám hả? Em ngày mai sẽ đi tìm Tô Hằng để tự hôn ngay lập tức. Đi đi. Em nói không cần cái gì hết, em không thèm để ý ai hết. Còn chiếc nhẫn này nữa hả? Em cũng sẽ quăng nó đi luôn. Nè, em quăng rồi. Alo, Tô Hằng hả? Chúng ta nói chuyện về bản thỏa thuận hôn nhân đi. Điền Lượng, Điền Lượng, nè, không nghe thấy anh gọi em hay sao? Sốt ruột như vậy làm cái gì chứ? Sao em có thể không sốt ruột cái chứ? Chị em mất tích rồi em không lo được sao? Em tính đi đâu tìm đây? Nhất định là ở chỗ Tô Hằng. Được thôi, cô ở chỗ Tô Hằng thì sẽ có chuyện gì hả? Có chuyện gì sao? Sắp có chuyện lớn rồi anh biết không? Tô Hằng đưa cho chị một bản thỏa thuận hôn nhân, cứ như viết giấy bán thân. Anh không biết sao?
Anh nghĩ chị em có thể giải quyết được chuyện này. Giải quyết cái gì? Lỡ như nhất thời mềm lòng, ký vào đó không phải nửa đời còn lại tiêu rồi sao? Vậy em nói, vậy em tính sau đây hả? Em có cách rồi. Nè, cách gì vậy hả? Hiểu Ni, tìm anh hả? Thật là ngại quá, mới sáng sớm mà đã tới làm phiền anh. Về chuyện bản thỏa thuận trước hôn nhân, em vẫn muốn bàn lại với anh một chút. Như vậy đi, đúng lúc anh phải tới công ty, mình tới đó nói chuyện nha. Hiểu Ni, cậu muốn tôi ra? Ông à. Ba. Dạ. Ba, sao ba lại tới đây vậy? Sao ba không thể tới đây? Hôm nay ba muốn tới đây coi thỏa thuận trước hôn nhân là cái gì. Nè, cái này ba. Hả? Bài đặt thỏa thuận trước hôn nhân à? Thỏa thuận nè. Ba có tỉnh rượu chưa vậy? Ba không có uống rượu. Ba trai, ba có chuyện gì ngồi xuống rồi nói. Tôi nói cái gì với cậu? Tôi không có gì nói với cậu hết. Miễn có chút tiền thì có quyền làm mưa làm gió. Còn ký thỏa thuận, cậu tưởng đây là mua đồ hay là kinh doanh? Ba trai, chuyện này không phải như ba nghĩ đâu mà ba. Tôi không có hiểu lầm. Tôi nói cậu biết, cậu dám ăn hiếp con gái tôi thì không xong đâu. Mà ba. Thằng nhóc kia, cậu cứ chờ coi. Ba trai, mình nói chuyện sau ha. Hiểu Ni. Dạ cậu chủ, bà chủ kêu cậu qua gặp. Tôi biết rồi. Hiểu Ni. Dạ qua ngay đó. Có cái gì cô hay ho đâu chứ? Ý có vài đồng tiền à? Ba này ba làm cái gì vậy? Dám ăn hiếp con gái của ba tôi. Ba thấy còn chưa đủ mất mặt hay sao hả? Điền Hiểu Ni, em điên rồi. Ông ấy là ba em mà. Triển Vọng, đồ bỉ ổi. Tôi thật không ngờ anh còn là cao thủ chuyên đi mách lẻo nữa. Chuyện của tôi tự giải quyết. Dắt ba và em trai của tôi tới đây làm gì? Để làm trò cười hả? Điền Hiểu Ni, tối hôm qua mỗi một câu em nói với anh ở trên sân thượng, anh không có nói dài hết. Để chút. Nói vậy tới qua chị ở cùng với anh Triển sao? Tránh qua một bên. Hiểu Ni à, cho dù Triển Vọng dẫn mọi người tới đây cũng vì suy nghĩ cho con. Anh tôi có tư cách gì mà suy nghĩ cho con? Triển Vọng, từ nay về sau Điền Hiểu Ni tôi không có quan hệ gì với anh hết. Cho dù tôi không lấy được Tô Hàn thì cũng không lấy anh đâu. Anh chỉ là một tên thất bại, anh nhu nhược, anh hèn nhát. Chị. Ê, không phải anh Triển Vọng à? Triển Vọng à? Đứng lại. Hả? Về nha. Anh Triển. Anh Điên Lượng. Anh hả? Về nha. Chị Hai. Ê chị à, chị đã về rồi. Tối hôm qua tìm chị cả buổi. Cả hai người thu dọn đồ đạc rồi biến khỏi chỗ này đi. Liên quan gì tới em? Đâu phải là em không cho chị kết hôn đâu. Cô làm cái gì vậy? Muốn đuổi mọi người ra khỏi nhà sao? Đây vốn dĩ là nhà của con. Bao nhiêu năm nay một mình con sống ở căn nhà này, tự chăm sóc, tự ra quyết định cho cuộc đời của mình rồi. Mọi người dựa vào đâu mà tới chỉ đạo cuộc sống của con chứ? Cậu, một đứa em trai 10 năm không gặp, còn nữa một người ba chỉ biết chị ra đã xin tiền mà thôi. Còn nữa, ba làm gì vậy? Còn nói làm gì? Ba không đồng ý chuyện con lấy Tô Hàn. Bắt đầu từ ngày hôm nay, hai đứa không thể gặp mặt nhau, không được liên lạc. Ba không đồng ý hả? Sao đây? Ba còn muốn nhốt con lại nữa hả? Phải, ba sẽ nhốt con tới khi nào con từ bỏ ý định kết hôn mới thôi. Đúng là mắc cười mà. Ba tưởng đây là thời đại nào hả? Muốn chơi chứ gì? Ba cứ chặn ở đó đi. Có bản lãnh thì đừng đi. Được thôi. Ba đứng ở đó, đừng có để cho con ra ngoài. Không ăn. Ba ăn một chút đi. Không ăn. Chỉ có không ăn ba cũng không ăn. Coi thử ai thắng ai đây. Ba còn khó khuyên hơn cả chị nữa. Bà bội, món gà sao cay này của em càng ngày càng ngon đó nha. Rất vừa miệng, thơm. Ăn thôi. Ai không ăn thiệt thòi ráng chịu.
đi ba. Không ăn. Người là sắt, cơm là thép đó. Ba à. Anh Triển. Anh Triển. Anh Triển, em biết là anh ở trong mà. Những lời chị em nói lúc sáng nay chẳng qua là giận quá mất khôn thôi. Điền Kiến Quốc còn xém đánh chị ấy. Anh Triển, bây giờ Điền Kiến Quốc canh cửa không cho chị ra ngoài nữa. Chị còn tuyệt thực nữa, không lẽ anh định bỏ mặc luôn sao? Anh Triển. Được rồi, bộ tiếp theo. Nè, dành thêm chút phấn đi. Cảm ơn nha. Ngồi đó đi. Nè Cố Gia. Dạ. Gần đây chị sắp tới tháng nên da mặt thực sự rất xấu. Nhờ em trang điểm cho chị đẹp chút nha. À, yên tâm đi. Gần đây em mua một loại phấn nền mới. Lát nữa em đánh thử cho chị ha. Thật sao? Để em đổi son cho chị đã. Được rồi. Ủa, đây là cái gì vậy? Ở chỗ chúng ta có ai sắp kết hôn sao? Sao chị không biết? À nè nè nè. Nói nghe coi. À, bạn thân em Điền Hiểu Ni. Điền. Ồ, nhà thiết kế Điền hả? Ừ. Hình như trước đây chị từng hợp tác với cô ấy. Tính tình rất tốt. Ờ, bây giờ sắp lấy đại gia, được làm bà chủ rồi. Nè, vậy thì sau này khó làm việc với cô ấy rồi hả? Bà mua trước đi, đưa mình 8 tiếp. Bạm lại một chút nữa. Em thấy màu này thế nào? Em thấy rất hợp với chị. Lát nữa dậm những chỗ khác. Được rồi, thôi chị thay đồ trước đi. Được rồi, cảm ơn nha. Điền Lượng. Khoan đã, Điền Lượng, chị cậu có sao không? Tôi tìm cô ấy cả ngày mà không tìm thấy. Chị ấy đang bị giam lỏng rồi, còn chơi trò tuyệt thực. Em thấy giờ chị của chị mới khuyên được thôi. Giam lỏng sao? Hả? Nhưng mà ai giam Hiểu Ni vậy? Điền Kiến Quốc đó. Ông ấy giam lỏng chị ấy, không cho chị ấy kết hôn với Tô Hằng. Chị cậu đã ký tên vào thỏa thuận gì chưa? Vẫn chưa ký. Đúng lúc hôm nay chị ấy đi gặp Tô Hằng, cũng may bị mọi người cản lại, nếu không chắc chị ấy bán mình cho Tô Hằng thiệt. Ờ, nhưng mà Hiểu Ni gọi điện thoại cho tôi thì không phải nói như vậy. Như vậy là sao? Ai, mọi người hiểu làm Hiểu Ni rồi. Cô ấy không muốn ký thỏa thuận trước hôn nhân gì gì đó. Cô ấy tìm Tô Hằng chỉ vì muốn ba mặt một lời nói rõ ràng với nhau mà thôi. Cậu coi mọi người quậy phá như vậy thì bàn cái gì. Làm như vậy mà Hiểu Ni không giận mới là lạ đó. Vậy bây giờ như vậy rồi vậy... Nhưng mà cậu có thử đi tìm Triển Vọng chưa? Triển Vọng? Hai người đó hả? Cứng đầu như nhau. Chấm dứt rồi. Chị Giai, chụp bộ tiếp theo rồi. Hay là về đi Điền Lượng, cậu về nhà trước đi. Vậy còn chuyện chị, em chỉ có... Cậu yên tâm đi, tôi không bỏ mặc Hiểu Ni đâu. Cậu qua đây tôi nói cậu nghe. Hiểu chưa? Ừ. Chị à, uống chút sữa đi, cho bình tĩnh. Chị không uống, em ra đi. Chị, em muốn nói chuyện nghiêm túc với chị. Thiệt đó. Hôm nay em đứng trên lập trường của Điền Kiến Quốc, nói với ông ấy vài câu. Chị là con gái của ông ấy, đúng không? Nên em rất hiểu tâm trạng của ông ấy. Ông ấy không thể đứng yên mặc kệ chị, để chị gặp người xấu đánh mất hạnh phúc, đúng không? Em nói xong chưa vậy? Chưa xong. Tuy em là em trai của chị, nhưng mà chị không thể phủ nhận vốn sống của em nhiều hơn chị. Em thật sự có thể hiểu được tâm trạng người làm cha mẹ. Ví dụ như bồi bồi, nếu như đứa con trong bụng cổ là một đứa con gái mà bạn trai của nó không đáng tin, đừng có nói là nhốt ở trong nhà, em còn có thể đánh gãy chân của nó nữa kìa. Được rồi, chị muốn ở một mình thôi, em ra ngoài đi. Chị, em còn chuyện muốn nói với chị. Thật ra người tố giác không phải là anh Triển, là em vô tình vào trong máy tính của chị thấy bản thỏa thuận hôn nhân, nên em dắt ba tới đó. Vậy tại sao em lại không nói sớm với chị chứ? Em nói đều là lỗi của em, chuyện này là do em gây ra. Nhưng mà em muốn biết, có phải chị tới nhà của Triển Vọng đêm qua? Chị nghe em nói, em cũng biết. Trong lúc chị cảm thấy mệt mỏi nhất, chị cảm thấy bất lực nhất, muốn tìm một người hiểu rõ chị nhất, người dễ dàng chia sẻ với chị, để trò chuyện tâm sự với nhau, chị có vậy thôi. Có đúng không?